Xin chào các bạn, mình là Nopboy. Ở phần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chạy Autorip và cấu hình cho trình duyệt sử dụng IP từ Autorip để truy cập Internet. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Autorip để hoạt động với Burp Suite, Nmap và các công cụ khác nhé. Như bạn đã biết, để Burp Suite Intercept được bạn cần cấu hình trên trình duyệt đi qua port 8080. Bạn cấu hình cho Foxy Proxy đi qua Burp Suite như bình thường. Sau khi cấu hình xong, bạn bật Foxy Proxy lên và kiểm tra xem đã intercept được chưa nhé. Như vậy là đã intercept thành công rồi nhé. Sau đó bạn khởi chạy công cụ Autorip lên để mở server SOC nhé. Các bạn thiết lập như trong video trước mình đã hướng dẫn. Sau đó trên Burp Suite bạn vào mục User Option kéo đến phần SOC Proxy. Bạn add SOC từ Autorip là 127.0.0.19050 vào và check vào User SOC Proxy để bật. Ở tab Dashboard sẽ có thông báo. Như vậy là đã thành công rồi. Bây giờ bạn có thể pentest mà không sợ bị firewall block IP nữa. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng IP từ Autorip để chạy với các công cụ scan như Nmap, Nikto, SQLmap. Để có thể làm được như vậy, bạn cần cài thêm một công cụ, đó là ProxyChain. Các bạn kiểm tra xem trên máy của mình đã được cài ProxyChain chưa. Nếu chưa thì bạn cài đặt bằng câu lệnh theo như trên màn hình. Sau khi cài đặt xong, bạn vào đường dẫn này để chỉnh sửa cấu hình theo như mình nha. Sau đó lưu cấu hình lại và chạy kiểm tra bằng câu lệnh. Như bạn thấy, cơ sẽ đi qua SOC proxy của Autorip và sử dụng IP đó để truy cập vào Internet. Vậy là bạn có thể sử dụng IP từ Autorip thông qua ProxyChain rồi. Bây giờ mình sẽ chạy Nmap với ProxyChain để kiểm tra xem port 443 của Google có mở không nhé. Như vậy là đã chạy thành công rồi đấy. Đối với các công cụ khác như Nikto, SQLmap, bạn chỉ cần thêm ProxyChain trước câu lệnh của Nikto hay SQLmap cần chạy là được. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe Nopboy để xem các video mới nhé.